Vâng, người ta vẫn thường nói phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Thực sự thì quý anh chị chúng ta đang chiêm ngưỡng một mẫu xe có thể xếp vào dạng huyền thoại của thương hiệu ngôi sao ba cánh Mercedes-Benz. Một chiếc xe tiên phong khai sinh ra một cái phân khúc xe sang mới, đó chính là Grand Coupe, có nghĩa là những chiếc sedan 4 cửa, 5 chỗ ngồi nhưng với kiểu dáng coupe giống như là một chiếc xe thể thao hai cánh cửa vậy. Và thực sự là CLS có thể coi là một trong những cái mẫu xe xếp vào dạng huyền thoại với một cái thiết kế cực kỳ đặc biệt. Các anh chị có thể ngắm nhìn chiếc xe này. Đấy. Chiếc xe này thì ở Việt Nam không có nhiều đâu các bác nhá. Vâng, và để tìm được một chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản và còn chất như chiếc CLS 300 2010 mà em Việt đang có tại đây thì chắc chắn là chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và với những ai am hiểu, vâng, những ai muốn tìm kiếm một cái sự khác biệt, vâng, thì các anh chị chúng ta cầm lái chiếc xe này ngày hôm nay, thực sự là nó vẫn đẳng cấp và nó vẫn mang lại một cái cảm giác tự hào. Và khi mới để có thể sở hữu được một chiếc CLS 300 như này, các anh chị chúng ta phải bỏ ra mức giá lên tới 5 tỷ đồng. Vâng, nó chỉ thua mỗi Mercedes thôi. Nhưng ngày hôm nay với một chiếc xe còn chất lượng như này, vâng, đẳng cấp, thiết kế đẹp, khác biệt, nhưng các bác chúng ta bỏ ra cho em chỉ với số tiền của một chiếc Vios, thật sự là rất đáng giá các bạn. Vâng, rất đáng giá. Con này các anh chị ta có đi thêm 10-15 năm nữa thì không bao giờ bị lỗi rồi. Bởi đây có thực sự là một cái thiết kế phải nói là đi vào sách giáo khoa thì đúng hơn. Và ngày hôm nay với một chiếc CLS 300 một chủ từ đầu, với khối động cơ V6 3.0 nổi tiếng của thương hiệu Mercedes, vâng, và một cái màu đỏ ruby cực kỳ đẹp và ấn tượng. Các bác chúng ta bỏ ra cho em còn có loanh quanh 600 triệu cho xe này các anh chị nhá. Vâng, vậy thì chất lượng chiếc xe hiện tại như nào thì ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em đi dành những phút để theo dõi tổng thể chi tiết về chiếc CLS 300 này và xem là liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra để sở hữu hay không. Vâng, đương nhiên là với những đại gia nhiều tiền thì chúng ta không nói làm gì. Nhưng mà với những ai mà thực sự, vâng, đang tìm kiếm một chiếc xe thỏa mãn niềm đam mê thì chiếc xe này xứng đáng để các bác bỏ tiền ra để sưu tầm. Vâng, sưu tầm thì đúng hơn các anh chị nhé. Đó. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể ngắm nhìn giúp em cái thiết kế đặc biệt của chiếc CLS với kiểu dáng nó giống như là một chiếc xe đua thể thao hai cửa vậy. Phần đầu trúc xuống, phần đuôi phía sau thì vuốt từ trên nóc xuống phần cốp, tạo cho chúng ta một chiếc xe mang một cái tính khí động học, nó giống như hình quả chuối. Và đúng ạ, đây là một cái thiết kế mà phải nói là tiên phong. Sau này thì chúng ta sẽ có những mẫu xe mà đi theo phong cách này, ví dụ như chiếc Audi A7, hay là các bác có thể thấy là những chiếc xe SUV gầm cao, ví dụ như là BMW X6 chẳng hạn. Đó là những cái mẫu xe đàn em mà ăn theo phong cách này các chị nhá. Và chất lượng xe này thực sự là vô cùng tuyệt vời. Các bác có thể thấy này, vâng, chắc chắn là chủ nhân cũ là một người yêu xe. Vâng, và họ cũng mua này về là chỉ để trải nghiệm thôi và giữ chất lượng của nó theo thời gian phải nói là xuất sắc. Đầu tiên các anh chị chúng ta đi ngay vào cái đèn pha giúp em này. Đó, 2010 nhưng đến bây giờ các bác nhìn giúp em đi, nó vẫn còn trong suốt như pha lê vậy. Mặt ca lăng với hai thanh lẹp chrome tạo điểm nhấn và logo thương hiệu ngôi sao ba cánh ở chính giữa. Cảm biến cảnh báo va chạm vòng quanh xe, có rửa đèn pha và các chi tiết đèn gầm thì các anh chị nhìn này. Đó, vẫn còn rất là mới các anh chị nhá. Sơn si gần như là nguyên bản. Đấy, la răng cỡ lớn tạo cái điểm nhấn cho phần ngang chiếc xe này. Khi nhìn bất kỳ góc cạnh nào các bác cũng có thể thấy nó đẹp tuyệt vời. Đó, vâng, 4 phanh hiệu suất cao các anh chị nhé. Các anh chị nhìn cái cụm phanh đĩa của chiếc xe này đi. Vâng, nó to, vâng, đúng ạ. Đấy, vâng, và các anh chị thể thấy là gầm vòng cua lốp và gầm lốp chiếc xe này thì khá thấp. Đấy, đúng là cái điểm nhấn của chiếc xe thể thao thông thường nó như vậy. Đó, xi nhan cũng là một cái giải đèn LED tích hợp trên gương chiếu hậu. Xe thì vừa mới đăng kiểm xong các anh chị nhé, còn đến tháng 8 năm 2024. Và chúng ta thấy là toàn bộ viền chân kính đều được ốp chrome, tạo cái cho chúng ta một cái form dáng nó hạng sang. Đấy, và một cái điểm rất là hay của xe này là toàn bộ kính đều là kính không viền. Chút nữa em mở cửa ra để cho các anh chị chúng ta ngắm nhìn cái kính của nó. Nhưng đây, đây mới là cái mà tạo lên sự khác biệt, đó chính là cái phần đuôi phía sau của chiếc xe này. Thì các bác có thể thấy là nó vuốt từ phần nóc xuống phần cốp rất là mượt mà. Đấy, tạo cái điểm nhấn với những cái đường gân thiết kế nó vừa đơn giản và vừa tinh tế. Và vừa đơn giản vừa tinh tế. Và các anh chị nhìn cho em cái đèn hậu của nó này, quá xuất sắc luôn. Đó, full LED luôn các anh chị nhá. Và thiết kế thì thực sự là rất là mượt, rất là mượt. Và chúng ta có bô kép thể thao, đúng chất một chiếc xe thể thao đúng không ạ. Đó, quá đẳng cấp. Vâng, thiết kế này thì các anh chị chúng ta thấy là đến bây giờ chúng ta nhìn nó vẫn còn đẹp. Đó, đây là một chiếc CLS 300 các anh chị nhá. Đấy, vâng, đàn em của dòng Mercedes được chưa ạ. Chúng ta phải bỏ ra một cái mức giá rất chát để có thể sở hữu xe này khi mới, nhưng bây giờ thì các anh chị chúng ta bỏ ra cho em còn có hơn 600 và chất lượng xe sang đẳng cấp thì các anh chị nhìn này. Đấy, các chi tiết của nó còn theo thời gian mà còn rất là mới từ những tấm nỉ. Đó, xe trang bị cốp điện rồi. Đó, cái này trang bị cốp điện rồi các bác nhá. Phía dưới này thì các anh chị ta sẽ có một cái khoang cốp đủ rộng để cho chúng ta mang theo một chút hành lý, hàng hóa, hành lý thôi, đúng không ạ? Bộ gốp chẳng hạn.
Đấy, đương nhiên nó sẽ không rộng ra như là những chiếc sedan thông thường. Đấy, nhưng mà với một kiểu dáng khác biệt như xe này thì cốp của xe thực sự là vẫn đủ để cho các anh chị chúng ta mang theo hành lý và một vài cái vali, đúng không ạ, trong cái chuyến đi của mình. Và đây chỉ cần bằng một lúc bấm nhá. Đấy, thì các bác thấy thấy. Vâng, cốp đóng rất nhanh gọn và êm ái. Được chưa ạ? Vâng, và chúng ta có thể ngắm nhìn ngoại thất của xe đi. Vâng. Hiếm một cái mẫu xe nào mà sản xuất năm 2010 mà đến bây giờ nó còn đẹp như này. Đấy, các bác có thể thấy các chi tiết của xe này. Đó, thực sự là vô cùng tinh tế, vô cùng tinh tế. Vâng, từ cái bộ la răng của chiếc xe. Đấy, con này thì la răng lên tới là 17 inch các bác chưa? Đó, 17 inch. Và quá tuyệt vời luôn với một cái ngôn ngữ thiết kế đẳng cấp và xịn sò như chiếc Celeste này. Vâng, vậy thì để tiếp tục đánh giá chất lượng chiếc xe thì ngay bây giờ xin mời các bác chúng ta có thể cùng em đi vào kiểm tra không gian nội thất bên trong của chiếc xe này. Vâng, và có thể nói là chỉ cần mở cánh cửa ra thôi thì các bác cũng sẽ cảm thấy sự choáng ngợp bởi một cái không gian nội thất xa xỉ mà chiếc Celeste mang lại cho chúng ta. À, vâng, các anh chị thấy này, từ cái ghế da, đây là ghế da zin nguyên bản nhá. Vâng, và những các anh chị nhìn cái này các bác đã thấy là xứng đáng nó xếp vào hàng sưu tầm chưa? Vâng, quá mới theo thời gian. Đó, toàn bộ ghế đều có chỉnh điện và đều có nhớ. À, con này là hai ghế trước đều nhớ điện, chỉnh điện và nhớ ba vị trí ghế. Nhưng cái chất lượng chiếc xe này các bác nhìn này. Đấy, và chúng ta ngồi như trên một chiếc tiểu S-Class vậy. Vâng, êm ái, đó, xịn sò, đẳng cấp. Và kể cả cái chi tiết trên khu vực bản tablo thì các bác có thể thấy từ vô lăng nhá, da bò cao cấp kết hợp với gỗ này, gỗ thật. Đấy, và tablo, tabi cũng toàn bộ bằng gỗ thôi. Hệ thống điều hòa của xe là hai vùng lập, có màn hình giải trí. Đấy, cụm đồng hồ mang phong dáng classic, cực kỳ tinh tế, không bao giờ bị lỗi thời gian. Đấy, xe được trang bị ga tự động và giới hạn tốc độ lim nhá. Phanh tay thì đây, đó, đèn đây, các bác nhìn cái chi tiết phím bấm theo thời gian mà nó đẹp như này. Khu vực cần số thì đây. Đấy, các bác thấy là cũng được bọc da và gỗ. Và đây chúng ta có chế độ lái Comfort và Sport thể thao. Được chưa ạ? Cảm biến cảnh báo va chạm. Đó, một cái màn hình, hệ thống kết nối Bluetooth với cả điện thoại. Đấy, điều hòa các anh chị thấy đây, quá mới luôn. Con này thì thực sự là không có từ gì để chê chất lượng cả. Và ngay kể cả bản tắp kính cửa thì đây các anh chị nhìn này. Đấy, xe thể thao thì bao giờ cũng là kính không viền nhá. Đấy, bốn cánh cửa đều là kính không viền. Và các bác nhìn nó mới chưa? Đấy, tay nắm cửa mạ chrome, ghế chỉnh điện, nhớ ba vị trí ghế, gương cũng chỉnh điện. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, tất cả những vật liệu cao cấp thì các anh chị chúng ta đều có thể thấy ở trên chiếc mẹt CLS này. Và dàn loa âm thanh thì các bác thấy là toàn bộ được trang bị loa Harman Kardon rồi. Đó, và con này thì bao zin nguyên bản các anh chị nhá. Đây các anh chị thấy này. Vâng, quá đẹp luôn các bạn. Vâng, thực sự là để tìm được một chiếc xe nó còn chất như này thì không có nhiều đâu các bác nhá. Vâng, và cơ hội cho các anh chị chúng ta ngày hôm nay với những ai đam mê và những ai am hiểu dòng xe này thì có thể nói chiếc xe này thực sự là xứng đáng các bác lên xuống xem để trải nghiệm. Và hàng ghế sau thì sao? Con này là 4 chỗ ngồi như các bác có thể thấy này. Đấy, rất động cầu sau và các chị thể thấy là cái hàng ghế sau cũng rất là đẳng cấp, đúng không ạ? Từ ghế da, vâng, ghế da zin mà cảm giác ngồi nó êm ái, nó ôm người. Đấy, bản ghế rộng, vâng, thực sự là cũng vẫn là vị trí dành cho ông chủ thôi. Con này là điều hòa 4 vùng các bác nhá. Đấy, chúng ta có thể chỉnh mức nhiệt độ này. Đấy, cho mỗi vị trí. Và đây các chi tiết đều được bằng gỗ các bạn. Gỗ toàn bộ, gỗ thật xịn sò. Và các bác còn có cả một cái bậc tì tay ở đây. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ có để đồ nhá. Rất ok luôn các bạn. Đó, và xịn sò, đúng không ạ? Đó là những gì mà chúng ta cảm nhận. À, phía sau này các chị chúng ta có rèm che nắng nữa này. Đấy, đèn cảnh báo va chạm của dòng Mercedes đặc trưng. Đấy, cửa nóc nhá, có cả cửa nóc luôn. Nói chung là không thiếu một tính năng gì các chị nhá. Vâng, không thiếu một tính năng gì. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó chính là cái mà các bác nhận được đó chính là xuất hiện với chiếc xe này thì chắc chắn là khiến người khác phải ngưỡng mộ và ngước nhìn. Dù chiếc xe rất thấp, vâng, rất thấp các anh chị ạ, đúng chất xe thể thao. Đấy, con này đúng thực sự là một cái siêu phẩm. Vâng, tại sao, vâng, rất là nhiều người ưa thích dòng xe này nhưng mà để tìm kiếm nó thì không có nhiều ở trên thị trường hiện nay, không có nhiều đâu các bạn. Đấy, vâng, con này thì các bác nhìn này, cái nội thất zin nguyên bản của nó mới đến mức độ như vậy. Đấy, vâng, quá đẹp luôn. Vâng, không có từ gì để chê các bác nhá. Không có từ gì để chê. Vào đây. Đấy, ghế phụ các bác thấy này, cũng được nhớ bài vị trí ghế nhưng quan trọng là cái chi tiết da của nó. Vâng, phải nói là không một vết xước sát gì luôn các bạn. Theo chỉ. Đấy, tất cả kính là kính auto và loa là loa Harman rồi. Đấy, các bác thấy này, bao zin nguyên bản cho các anh chị. Đấy, tất cả từng cái tem, từng cái mác. Con này là nhập khẩu nguyên con rồi, đương nhiên không có lắp ráp tại Việt Nam đâu. Đấy, nhập Đức các bác nhá. Vâng, một chiếc Celeste 300 nhập nguyên trước từ Đức về. Đấy, và cái chi tiết gỗ xịn sò, các bác nào mà yêu gỗ các anh chị nhìn giúp em này. Đấy, theo thời gian mà nó đẹp long lanh như này, trên này là da nhá. Đấy, trên này da. Quá đẹp và quá đẳng cấp, đúng không ạ? Vậy thì các anh chị chúng ta hãy cùng em kiểm tra tới phần động cơ của nó đi, xem nó như nào sau quãng thời gian sử dụng.
Vâng, vậy thì xin mời các anh chúng ta cùng em thẩm khối động cơ V6 3.0 hút khí tự nhiên nổi tiếng của thương hiệu Mack. Dòng động cơ này chúng ta thấy là trên những chiếc C300, E300 hoặc là ngay cả những chiếc S300 đều được sử dụng động cơ này. Các bác thấy độ mới của nó này. Đó, tất cả nguyên zin nguyên bản. Vâng, ra máy tươi sáng và bao check cho các anh chị toàn quốc nhá. Được chưa ạ? Để các anh chị chúng ta cảm thấy là yên tâm. Đấy, khi mà các bác mua này về để trải nghiệm, để sưu tầm. Nói chung là không một từ để chê các bạn. Vâng, không một từ để chê. Và tất cả đều nguyên zin nguyên bản toàn tập cho các anh chị từ A đến Z. Đấy, tất cả tem mác các bác nhìn này. Đấy, cabo đây. Đó, nó đẹp đến mức độ như vậy. Vâng, một cái màu đỏ rượu vàng bóc đồ siêu phẩm luôn. Con này phải nói là siêu phẩm. Đấy, cụm ABS. Được chưa ạ? Đó, quá đẹp luôn. Vâng, vậy thì một chiếc xe đẹp đẳng cấp và thực sự là khác biệt. Vâng, quý anh chị nào chúng ta yêu mến chiếc xe này thì ngày hôm nay em Việt đang chào bán cho em nó chỉ với mức giá có 620 triệu đồng. Vậy thì anh chị nào yêu mến quan tâm thì trực tiếp nhấc máy lên và alo cho em theo hotline 0968228889 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết về chiếc xe này các bác nhé. Một lần nữa cảm ơn quý anh chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc các bác một ngày mới thật vui vẻ và hãy cùng nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất tại kênh YouTube Việt Xế Chất.